Chắc có lớp ngày hôm qua chúng mình đã học về câu chuyện là loài cây ăn quả thì lớn lên như thế nào, và ngày hôm nay thì giáo sẽ hướng dẫn các bạn đọc lại bài đọc cũng như là hiểu thêm về bài nhé. Đầu tiên cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn đọc một lượt. How does fruit grow? Do you like fruit? All fruit comes from plants. Plants need water and sun to grow. A tomato is a fruit. Tomatoes grow on vines. They can grow on big farms. They can also grow in a small garden. Watermelons and grapes also grow on vines. Watermelons stay on the ground because they are heavy. Apples and bananas grow on trees. Most banana trees like hot weather. There are apple trees in a lot of places around the world. Some may even be close to you. Rồi nhá, xuyên suốt cả bài này thì mình sẽ thấy có gặp một từ grow. Từ grow có nghĩa là mọc lên, là sinh trưởng, phát triển. Câu đầu tiên có nghĩa là hoa quả, các loài quả thì lớn lên như thế nào? Do you like fruit? Bạn có thích ăn hoa quả không? All fruit comes from plants. Đến từ đâu ấy đúng không? I come from Việt Nam, I come from Nail Town. Thì là tất cả các loài quả thì đến từ, thì mọc ra từ cây. Các loài cây thì cần plants need water and sun to grow, tức là nó cần nước và mặt trời để lớn lên, để phát triển. A tomato is a fruit. Quả cà chua cũng là một loài hoa quả đấy. Tomatoes grow on vines, tức là quả chua thì nó mọc theo dây leo, tức là nó phải có một cái dàn ấy đúng không, để leo lên. They can grow on big farm, tức là có thể trồng cà chua ở những cái trang trại lớn. They can also grow in a small garden, tức là nó cũng mọc lên ở những cái khu vườn nhỏ, tức là mọi người có thể trồng trồng là trồng ở big farm, là trồng ở trang trại lớn hoặc là trồng ở vườn đều được. Watermelons and grapes. Watermelons là dưa hấu và grapes là những quả nho. Những quả dưa hấu và những quả nho thì cũng mọc, nó cũng mọc theo dàn. Watermelons stay on the ground. Mình có một cụm là stay on the ground, tức là nằm ở trên mặt đất, tức là mọc ấy. Những quả dưa hấu thì nó nằm ở trên mặt đất. Because they are heavy, bởi vì là chúng rất là nặng. Những quả dưa hấu nằm ở trên mặt đất bởi vì chúng rất là nặng. Apples and bananas grow on trees. Quả táo và quả chuối thì lại mọc ở trên cây cao. Most banana trees like hot weather. Mình có một cụm đấy là hot weather. Hot là nóng, weather là thời tiết. Tức là hầu hết những cây chuối thì thích thời tiết nóng. There are apple trees in a lot of places around the world. Mình có cụm là a lot of places, tức là rất nhiều nơi. Around the world là xung quanh thế giới, tức là có rất nhiều cây táo ở rất nhiều nơi trên thế giới. Some may even be close to you. Close to you có nghĩa là gần với bạn, gần gũi với chúng ta. Có nghĩa là một vài cây táo thì có lẽ cũng rất là gần gũi với chúng ta đấy. Bọn mình có thể tìm được rất nhiều cây táo xung quanh nhà mình đúng không? Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc lại bài này một lượt nữa nhé. How does fruit grow? Do you like fruit? All fruit comes from plants. Plants need water and sun to grow. A tomato is a fruit. Tomatoes grow on vines. They can grow on big farms. They can also grow in a small garden. Watermelons and grapes also grow on vines. Watermelons stay on the ground because they are heavy. Apples and bananas grow on trees. Most banana trees like hot weather. There are apple trees in a lot of places around the world. Some may even
Some may even be close to you. Rồi mình hoàn thiện bài đọc ở đây nhá. Các con nhớ đọc lại bài và gửi trả bài cho cô nhá. Goodbye.